Hello, Dậm xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Thì lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì đến với mẫu chuyện hôm nay thì em xin phép gửi đến cho quý vị hai mẫu chuyện ngắn. Một câu chuyện thứ nhất thì nói về vợ chồng. Mẫu chuyện thứ hai có một cái tiêu đề rất là dễ thương. Muốn một cái hay là muốn mấy cái? Thì trước khi mà em kể những cái mẫu chuyện này thì cho em được phép cảm ơn một anh trai. Anh trai này ở Vĩnh Long, anh này rất là thích nghe những câu chuyện của em. Ảnh đã gửi câu chuyện này và em xin phép được kể cho quý vị nghe. Thì câu chuyện như thế này thì em kể nhanh nhanh lẹ lẹ để không làm mất thời gian quý vị nha. Thì câu chuyện thứ nhất nói về vợ chồng. Câu chuyện vợ chồng mà mặn mặn như quý vị. Câu chuyện như thế này là có hai vợ chồng này, coi như là ngày thường á, như vợ chồng người ta thì bà vợ bà giữ tiền, nhưng mà vợ chồng này lạ lắm mà ngang. Bà vợ thì rất đẹp mà ông chồng này ổng gia trưởng như lắm, cho nên là tiền bạc trong nhà ổng giữ hết trơn trọi, bà vợ không có giữ tiền gì hết. Mỗi lần mà đi chợ á thì sáng á thì ông già ông chồng á ổng phát cho mấy chục ngàn để đi chợ, riết ở thành thói quen, cứ sáng nào cũng xin tiền chồng để mà đi chợ. Thì cái sáng hôm nay á, là bà vợ á, bà muốn xin tiền thêm. Mỗi lần ông chồng đưa có 20-30 đi chợ không có đủ, mà hai vợ chồng thì hổm gầy, ăn uống kiêng khem quá, thiếu chất bổ. Cho nên là bữa nay á, cô vợ này á, cổ muốn xin tiền chồng nhiều hơn chút để mua thịt bò với mua hàu đồ ăn, để cho nó có nhiều chất bổ, vitamin D đó quý vị. Đó, thì hai vợ chồng coi như là lâu quá rồi không ăn cái đồ bổ. Cái bà vợ sáng đó bà mới nói: anh ơi anh, giờ em đi chợ mà anh đưa tiền em ít quá, không mấy bữa nay anh đưa cho em nhiều hơn chút đi, anh đưa em 200 đi để em đi mua thịt bò nhiều nhiều ngon ngon, hai chồng mình về nhậu lai rai. Thì ông chồng ông thấy vậy cái ổng cũng móc tiền ra mà ổng nhìn vô gương quý vị. Ổng cầm hai tờ, ổng nói cái tờ 50 này nè, trong gương em thấy không? Cái bà vợ nhìn vô: 50.000 này là của em, còn tờ 100.000 ở trong cái gương này là của anh. Bà vợ bà tức, trời ơi bà tức gì đâu á, ông chồng gì kỳ cục, tánh tình gia trưởng, nói làm sao là cứ y là vậy là làm, nói lời nói ra là như đinh đóng cột vậy đó. Thì bà vợ bà hậm hực, bà cầm 50, thôi kệ đi có còn đỡ hơn không. Bà vợ bà cũng để dành tiền được chút đó, bà mới gộp vô bà mua được miếng thịt bò cũng ngon lành lắm. Hai chồng về là biết tết ăn với miếng coi như là một chai rượu đế về. Thì buổi tối hôm đó hai chồng cũng ăn uống xong xuôi thì bắt đầu ông chồng này cũng như ổng ăn uống no nê rồi, mà giống thứ đàn ông mà nhậu có miếng rượu vô thì bắt đầu là muốn làm chuyện đó với bà vợ. Cái bắt đầu mới rủ con vợ nói: em đá lông nheo bà vợ cạch cạch vậy nè, hai chồng mình coi như là bữa nay ăn uống no say rồi, nhiều vitamin D rồi, giờ làm cái đi em. Thì rủ bà vợ vô để mà làm chuyện đó. Đó, thì bà vợ bà thấy vậy bà cũng tắm rửa sạch sẽ bà chạy vô. Nhưng mà bà bữa nay bà chơi lớn luôn. Bữa nay bà bận nguyên một cái áo mà coi như là áo đầm mà tao nói sexy luôn vậy đó. Mua một cái áo đầm màu hồng luôn. Trời ơi đầu tư dễ sợ luôn. Ông chồng tao nói ha, ông nhìn tao nói mức rượt luôn vậy đó. Trời ơi đẹp vợ mà tao nói vợ mình mà tao nói nó đẹp quá. Thì bắt đầu ông chồng á ổng như là chuẩn bị sẵn sàng, tưởng là bữa nay là được làm chuyện ấy với bà vợ. Thì cô vợ này cổ mới bảo cái váy á, cổ mới đứng trước cái gương thì cổ mới tóc cái váy cổ lên. Trời, cổ vỗ vô mấy cái. Cái ông chồng nhìn thấy tưởng vợ mình làm gì, cũng chăm chú nhìn. Thì bà vợ bà mới chỉ: anh thấy không, anh thấy gì không? Cái ông chồng nói: thấy rồi, sao em? Cái này á, cái mà trong gương anh thấy á, anh nhìn thấy trong gương không? Cái đó đó là của anh, còn cái ngoài này á là của con cha bán thịt bò. Cái trong gương á giống như hồi sáng ông chồng cũng nói là 50.000 này của anh, của em, còn 100.000 ở trong ở đây là của anh đó. Thì bà vợ bữa nay bà chơi ngược lại, coi như là gậy ông đập lưng ông. Ông chồng tức cũng trào quá họng luôn, cái nó nói cái ngoài là của ông bán thịt bò. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn cũng khá là vui quý vị ơi. Vợ chồng mình lâu lâu mình hài hước tí cho vui với quý vị. Thì em muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện số 2, tại vì cái kênh của em mà kể chuyện nó hơi ngắn, cho nên bữa nay em thêm một câu chuyện nữa nói về muốn một cái hay là muốn mấy cái. Thì ở trong một cái viện bảo tàng này thì có rất là nhiều cái pho tượng, thấy không, pho tượng nổi tiếng của Mỹ. Thì có một cậu bé này, thấy không, chạc tuổi thanh thiếu niên vậy đó, đi với một người mẹ. Thì con nít mà nó hay hiếu kỳ, nó thấy cái gì thì nó hỏi cái đó.
Thì khi mà đi vô viện bảo tàng á, thì cái đứa bé này nó nhìn thấy cái cần tăng dân số của cái pho tượng là thằng cha David á, là không, là coi như là nó phát triển quá. Thì cái đứa bé nó mới hỏi mẹ nó. Thì nhiều khi mình đi vô mấy viện bảo tàng á, mình thấy những cái mà người ta nói độc đáo luôn. Cái nói cái cần tăng dân số cái kim đồng hồ thì nó quá trời chà bá lửa. Thành thử ra là bà mẹ bả mới ngại, bả bệnh che đi, nhưng mà thằng nhóc có thấy rồi nó mới hỏi mẹ ơi cái này là cái gì vậy? Bả mới nói cái này là cần tăng dân số. Nhưng mà con muốn mua cái này giống vậy nè được không? Tại vì bé này nó còn nhỏ đâu biết, hiếu kỳ nên nó nói vậy. Cái mẹ nói bây giờ con ngoan á thì á, con được một cái. Được một cái vậy đó, y luôn. Đó, sau này con lớn lên con sẽ được một cái y vậy đó. Vậy nếu mà con hư thì sao mẹ? Trời ơi trời. Bà mẹ bà cũng trả lời một cách rất là tiếu tiếu quý vị. Trời ơi bà nói chứ nếu mà con ngoan á thì con được một cái, mà nếu con hư á thì con được nhiều cái. Thì đây cũng như là một cái câu chuyện cười cho vui như quý vị. Đó, thế là quý vị đừng nghĩ em kể chuyện tập bậy. Thật ra chuyện Tiếu Lâm là nó là một cái câu chuyện tục giảng thanh. Nghe thì nó tục nhưng mà khi mà nói ra rồi thì nó không có gì hết á. Thanh, giảng thanh không có gì hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã nghe clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Nhớ đăng ký like video ủng hộ giùm cho em nha quý vị. Xin chào quý vị nha.